Sáng ngày 30 tháng 10, ông Lê Văn Hùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đức Liên, huyện miền núi Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh, cho biết vào khoảng 1 đến 2 giờ sáng ngày 30 tháng 10, tại km 354+900 đến 355+400, khu Giang Yên Duệ, Hòa Duyệt, thuộc địa bàn thôn Liên Châu, xã Đức Liên, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh, do ảnh hưởng mưa lớn, khiến phía ta luy âm của tuyến đường sắt Bắc Nam bị sạt lở, nhiều đất đá trôi khỏi nền đường và khoét hàm ếch tại một số vị trí. Ngoài ra, mưa lớn cũng khiến nhiều đất đá, cây xanh từ trên núi sạt lở xuống, bồi lấp đường sắt. Theo ông Lê Văn Hùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đức Liên, sự việc sạt lở khiến các đoàn tàu không thể lưu thông qua lại tại khu vực mà phải đậu ở các ga Hòa Duyệt, xã Đức Liên, ga Yên Duệ, xã Đức Hương, huyện Vũ Quang. Hiện các hành khách đang được trung chuyển bằng ô tô qua các ga ở hai phía. Trong khi đó, các đơn vị ngành đường sắt đang tập trung khắc phục sự cố.